trên đó có thể. Xin chào tất cả các bạn, thì nãy giờ mình đã giới thiệu các bạn một cái địa điểm mà chúng ta nhìn thấy rất là đẹp ở những phút đầu tiên. Thì đó không phải là làng chài Rạch Vẹm đâu nha, và đó là một trong những nơi mà chúng ta cần xuất phát từ làng chài Rạch Vẹm để ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá và đi trải nghiệm. Thì cái địa điểm ngày hôm nay mà mình muốn nhắc đến để giới thiệu cho mọi người đó chính là mũi Hàm Rồng. Thì chúng ta sẽ xuất phát từ làng chài Rạch Vẹm đến mũi Hàm Rồng. Chúng ta có thể là đi theo hai cách thì mọi người có thể tự chọn nhé. Một là mọi người có thể đi bộ. Chúng ta sẽ đi bộ từ làng chài Rạch Vẹm đến mũi Hàm Rồng mất khoảng 2 đến 3 tiếng. Chúng ta sẽ đi men theo đường bờ biển. Hai là chúng ta có thể đi bằng xuồng máy hoặc là chúng ta hay gọi là vỏ lãi đó. Thì của người dân địa phương ở đây, chúng ta sẽ thuê và chúng ta sẽ đi xuồng máy đến mũi Hàm Rồng thì mất khoảng là 10 phút đến 15 phút. Thì mũi Hàm Rồng là một trong những mà bãi biển ở Bắc đảo của Phú Quốc, còn rất là hoang sơ và biển rất là đẹp. Ở làng chài Rạch Vẹm thì chúng ta hay nói là thiên đường của sao biển, thì ở mũi Hàm Rồng này cũng có rất là nhiều sao biển và cát rất trắng và nước biển rất là trong. Và đặc biệt ở đây nó sẽ có một cái cầu bắc ra mà hồi nãy mọi người nhìn thấy ấy, thì rất là tuyệt vời luôn. Và ở gần mũi Hàm Rồng này á, thì sẽ có một cái gạch nước ngọt nhỏ ở trong núi Hàm Rồng chảy ra. Thì ở đây nếu mọi người mà chúng ta có thể cắm trại gần khu vực gạch này, chúng ta sẽ có nước ngọt sử dụng, hoặc là chúng ta có thể là tắm biển gần khu vực đấy để chúng ta có nước ngọt sử dụng nhé. Và nếu đi sâu hơn về phía tận cùng của Bắc đảo thì chúng ta sẽ có thể đến bãi biển Gạch Tràm hoặc là mũi Châu Nằm. Thì phần này thì chúng ta sẽ không nói thêm nhiều ở trong cái video này nhé, và hẹn mọi người trong một cái video sau mình sẽ đi đến những nơi đấy và sẽ giới thiệu cho mọi người. Và ngày hôm nay thì bắt đầu hành trình của mình thôi. Ok, let's go. Ngày hôm nay mình chọn phương tiện đi trải nghiệm khám phá mũi Hàm Rồng bằng xuồng máy, hay ở miền Tây người ta còn gọi là chiếc vỏ lãi. Thì đi bằng xuồng máy cũng là một trong những trải nghiệm khá là hay, tại vì chúng ta sẽ đi len lỏi qua những cái bè nuôi cá nổi ở khu vực Rạch Vẹm, và mọi người có thể nhìn thấy những bè cá, có thể nhìn thấy cá. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể ở ngoài xa, ngoài biển, khi chúng ta nhìn ngược vào trong Rạch Vẹm thì rất là đẹp. Và hôm nay thì là một ngày khá là may mắn đối với mình khi mà mình đi tham quan mũi Hàm Rồng. Hôm nay là một ngày trời nắng rất đẹp và không có mây, cho nên là biển ở khu vực Rạch Vẹm Hàm Rồng cực kỳ trong và đẹp luôn. Cũng như là khi mà ngồi trên chiếc vỏ lãi á, thì cái cảm giác mà nước biển nó văng vào người cũng khá là thú vị. Nó rất là khác khi chúng ta ngồi vỏ lãi đi trên sông ở khu vực sông miền Tây. Cho nên là mọi người, nếu như mà chúng ta đến Phú Quốc mà không có nhiều thời gian, thì mình khuyên mọi người nên là đi bằng xuồng máy thì nó sẽ hay hơn. Thứ nhất là có một trải nghiệm khá là hay, hoặc là chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để chúng ta đi chuyển đến mũi Hàm Rồng để mà trải nghiệm và khám phá nha mọi người. Hi cho tất cả mọi người, mình là Sam. Hiện tại thì mình đang ở Hàm Rồng, bãi Hàm Rồng của Phú Quốc. Thì đây là một trong những bãi biển mà khá hoang sơ và cũng ít người biết đến. Đa số thì chúng ta đến Phú Quốc thì mọi người sẽ biết những cái nơi mà có nhiều sao biển, ví dụ như là Rạch Vẹm đúng không? Và chúng ta sẽ đến Rạch Vẹm, chụp hình check-in và đi đến những cái bè ở ngoài biển để chúng ta ăn hải sản và để mà thưởng thức cái cảnh biển ở khu vực Rạch Vẹm. Nhưng mà ở Rạch Vẹm thì chúng ta có thể bỏ 10 phút nữa để chúng ta đi chiếc
tàu nhỏ ra ngoài khu vực Hàm Rồng thì rất là đẹp luôn. Thì thời gian di chuyển từ Gạch Vẹm đến khu vực Hàm Rồng mất khoảng 10 phút. Đó. Ở đây chính là chiếc tàu mà nãy mình đi nè. Nếu mà mọi người đi một người thì chúng ta phải trả tàu là 300, hai người cũng là 300. Nhưng mà nếu mọi người đi từ 3 người trở lên thì mỗi người chỉ tốn 100.000 thôi. Tại vì cái số tiền đủ để cho bác lái tàu là khoảng 300.000 để có thể là trả tiền bến, tiền dầu nha. Đó. Thì mọi người nhìn thấy là khu vực ở biển Hàm Rồng rất là đẹp đúng không? Thì biển cực kỳ trong xanh và đẹp và cát rất là trắng. Đâu đó chúng ta nhìn thấy trên biển có rất là nhiều những cái lá cây hoặc là những cái nhánh cây khô, tại vì khu vực này thì ít người lui tới. Và ngày hôm nay thì khi mình đi đến khu vực biển này thì mà cũng tình cờ gặp được hai gia đình. Một gia đình bên kia đang tắm biển và một cặp bên này đang ngồi nhặt sao biển. Ở khu vực biển Hàm Rồng này sao biển cũng khá là nhiều. Mọi người đến đây có thể là sẽ chụp hình với sao biển được, hoặc là chúng ta có thể nhặt được. Nhưng mà lưu ý là khi chúng ta chụp hình nhặt xong thì chúng ta nên trả các chú sao biển về lại biển nha. Nếu mà chúng ta để trên bờ thì các bạn ấy sẽ không sống được nha. Và sao biển này rất là đẹp luôn. Cho nên là nếu mọi người đến đây mà chúng ta có thể chuẩn bị một tí đồ ăn nữa thì có thể sẽ làm một cái buổi picnic party ở khu vực này khá là ok ha. Đó. Ok, bây giờ mình lại quay lại vị trí của mình. Hôm nay thì mình đi cùng với một đứa em. Đứa em này trong cái clip mà đi tiên sinh đỉnh thì cũng có đi cùng. Ngày hôm nay thì hai anh em đến biển này để mà thư giãn cũng như là đi chơi và sẽ ghi lại những khoảnh khắc để chia sẻ cho mọi người. Thằng em nó đang làm một cái bếp hoàng cầm. Em chưa? Nói đùa thôi, chúng ta làm cái bếp trên cát để chúng ta nướng hải sản. Ngày hôm nay thì có chuẩn bị một ít đồ là bao gồm có hải sản và một số thứ để có thể nướng hải sản, là một cái tiệc BBQ nhỏ trên biển. Nhưng mà chúng ta khi ăn xong thì sẽ vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo cái môi trường của khu vực này. Chào em. À, nó hơi ngất đi. Cứng cứng. À, cứng cứng rồi ngồi đó. Cứng lắm. Rồi, sao biển. Nè, để dưới đây nè, đó mới nóng nóng cái nè. Sao biển đâu rồi. Ờ, cũng biết rồi. Đó, đó. Cởi đồ ra lặn luôn. Hai mọi người, bây giờ hiện tại thì mình và em của mình sẽ dựng cái lều cắm trại ở khu vực này. Từ từ cắm trại để chơi từ đây đến chiều thôi, chứ không phải qua đêm. Cho nên là để thử trải nghiệm xem coi khi mà mình lên cắm trại này nó có hợp lý không, ok không. Mình để xem trong khi đó nếu mà ok thì có thể là sẽ hẹn một ngày nào đó sẽ đi cùng với nhiều người hơn đến đây để cắm trại. Và khi mà mình cắm trại xem cái lên hình có đẹp không, và sẽ khi mà chúng ta có những cái cảnh chụp gần chụp xa hoặc là bay thì nhìn coi nó sẽ như thế nào ha. Ok, bây giờ bắt đầu sẽ cắm trại thôi. Đấy. Cái này là trại mới mua nè. Lần đầu tiên được cắm luôn đúng không?
Lần đầu tiên cắm trại. Trại này mới mua về luôn đó mọi người. Mua ship từ Hà Nội vô. Hello con. À, đừng quay con. Con đi bắt sao biển hả? Chạy. Cái này ngủ ban đêm là nhìn thấy hết ha. Lên dáng rồi đó. Đây, hai em đang ngồi nước cá. Ủa, em đang quay hả? Dạ. Không, anh nói vô quá công chuyện. Hi mọi người, hiện tại mình đang ở bãi Hàm Rồng. À, hôm nay thì đi chơi thì gặp được một số anh chị cùng chuyến tàu cho nên là làm quen luôn. À, giới thiệu mọi người, bạn đầu tiên là... Chào các bạn, mình là Hoàng. Bạn Hoàng ở Hà Nội đúng không ạ? Okay. Hà Nội đấy, là một gymmer. Đây là bạn của Hoàng, là Ngân. Còn anh này là Duy. Duy. Anh Duy. À, có kênh YouTube tên gì vậy? Có kênh Bước Chân Đường Phố á, mọi người vô đăng ký ủng hộ subscribe liên tục cho mình nha. Bước Chân Đường Phố. Còn đây là bạn của Duy, cũng đang cầm máy quay. Và mình đi cùng một thằng em nữa, nãy có giới thiệu đầu clip rồi. Đó chính là Trọng. Đó, bây giờ mấy anh em đang ngồi nướng cá đấy, ở trên biển ăn. Đây, nói chung thì cây nhà lá vườn cho nên là không có gì cao sang cả. Ở đây có mấy loại cá thôi mà cũng không nhớ được hết nữa, tại vì cá biển quá nhiều là tên. Bây giờ mình sang thử. Cá nhỏ là cá gì vậy? Cá ngân thì phải đúng không em? Đúng. Nãy anh nhớ anh hỏi là cá ngân. Ừ. Còn cá này là cá đối. Còn cá này nãy hỏi cái tên cái cô bán rồi mà. Bạc má rồi hả? Không, không phải. Cá này nãy có hỏi cô mà cá tên ngân. Gì lạ lắm mà không nhớ. Cá ngân là cá nào đây anh? Cá này là cá ngân nè. À, như ngân, hình như là ngân chỉ thì phải. Đây, tôi lấy chiếc lịch. Ngon lắm đó. Mời mọi người.
cá tươi đang rất là ngọt. Cho thêm miếng sốt nữa thì tuyệt vời. Bye bye. 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 Ok. Thật sự là ngon quá mọi người ạ. À. Cá rất là tươi và đặc biệt là do mình tự nướng á, mà ăn ở một cái không khí là đẹp như thế này. Đó, mình thấy không? Cát trắng biển xanh rất là đẹp luôn. Ở bên kia là có một cây cầu chụp hình rất là đẹp nữa. Hình như đang có một cặp đang chụp hình cưới. Đó. Ngon quá. Cá đói ngon thiệt. Này cá đói là đặc sản. Ngon quá, ngon quá. Ôi. Cái này cá sông. Cái này khô quá. À. Thơm. Ngon quá. Sau một ngày trải nghiệm ở Hầm Rồng thì mình thấy là đây là một trong những nơi rất đáng để chúng ta đến tham quan và trải nghiệm, đặc biệt là những khách du lịch mà chúng ta đến Phú Quốc và vẫn chưa biết Hầm Rồng thì chúng ta nên đi đến bãi biển này. Biển Hầm Rồng thì biển rất là đẹp, giống như mọi người nhìn thấy trong video rồi đúng không ạ? Cát rất là trắng và biển không sâu, cho nên là nó rất là phù hợp để cho chúng ta đến đây để mà tắm biển, vui chơi cũng như là chúng ta có thể cắm trại. Đối với việc cắm trại thì mọi người có thể là chọn cái khu vực bờ biển gần cái gạch nước ngọt để chúng ta có nước ngọt sử dụng. Đây mình thấy có mấy con sâu biển nè. Đừng tiếc một like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé, để mình có nhiều động lực để có thể ra thêm nhiều video của Phú Quốc để giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture, and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put that on me. I don't wanna live life fast or die too young. I'll die too young. 100 miles per hour might crash, cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone.